Xin kính chào quý cô chú anh chị đang đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay em đến với vườn kiểng của anh Hoảng ở thị trấn Cây Dương, tỉnh Hậu Giang. Có một lô cây mai xin được vô lưng. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Chào anh Hoảng, Hoảng ơi. Thôi, chào bà con. Mình tên Hoảng, số điện thoại của mình là 0982 404 430. Em xin giao lưu một số cây mai tàn và voi. Sau đây là cây thứ nhất. Mình báo thông số luôn nha bà con. Cái này là hoành 63. Cái này xù nha. 63. Ở này thì tán rộng nó khoảng 3,5 m, 4 m. Chiều cao nó cũng khoảng hơn 3 m. Thơm, thử ngơm anh. Đặc biệt cái này xù mà dảo luôn nha bà con. Dảo nước ngọt. Dạ đúng rồi. Bao dảo bà con luôn. Rồi có hình mặt bông luôn á. Cái này do tại em siết lại nên cái tán nó hơi nhỏ. Bung tàn ra cỡ mấy mét không? Bung tàn ra là khoảng 3,5 m, 4 m. Cao. Cao hơn 3 m luôn. Dạ. Gốc chi cành đủ ha. Dạ. Cây này rất là già. Xù hết. Đọc quá. Đặc biệt thì mấy cây tàn này em giao lưu qua số điện thoại nha bà con. Đọc số luôn anh ơi. Dạ số điện thoại của em là 0982 404 430. Đó là cũng là số giao lưu của em luôn. Cái số 1 bao ship sao anh? Dạ cái này bao ship 200 km. Bao ship 200 km. Dạ. Đây. Liên hệ số điện thoại nha. Dạ giá liên hệ qua số điện thoại. Cái này mình bán cặp hay sao anh? Dạ đây cây số 1, cây này cây số 2 em bán một cặp, mà nếu mà bán lẻ thì nói chung cũng ấy luôn. Nhưng mà giá hơi cao, giá thương lượng. Rồi sau đây là cây số 2 em cũng xin báo thông số luôn ha. Cây này hoành 61 luôn ha. Hoành 61. Cái này là cũng như là một cặp, chiều cao cũng tương tự và tán cũng tương tự, tức là chiều cao nó khoảng hơn 3 m, tán rộng nó là 3,5 m đến 4 m. Đặc biệt là hai một cặp này là xù mà dảo luôn ha. Có hình mặt bông, mà nếu mà các anh chị nào mà ưng ý thì em sẽ kết Zalo em gửi hình luôn. Chung là chỗ cũng hơi chật hẹp, mong cô chú anh chị thông cảm ha. Quá cao luôn ha. Dạ. Đọc lại số điện thoại luôn em ơi. Dạ. Số điện thoại của em là 0982 404 430. Cũng là số Zalo của em luôn. Cây mạnh khỏe ha. Dạ, cây đang mạnh khỏe sống tốt. Anh đo giùm em cái hoành chi lớn rồi. Tại cây mình lớn. Chi lớn ha. Cho bà con biết. 22 hơn 22, 22 đi, bác 22. Rồi. Dạ. Cốt chi 22. Dạ. Thôi. Chi này vừa đủ cái cây số 1. Chi lớn của cây số 1. Lại được thước dây. Rồi 26 báo 25 thôi. Rồi. 25. Còn cây nào nữa anh? Dạ còn đây là cây số 3.
hoành 54. 54. Dạ. Rễ to to không ha? Đo cái đường kính cái rễ nè. À, M11. Đo thấp thân đổ rễ không? Thấp thân 35. Thấp thân 35. Rễ lên thấp thân 35. Rồi. Chi cành to nhất ha. 32. Biết dạ. Bao không anh? Dạ, cái này dảo luôn. Dạ. À, chiều cao này cũng hơn 3m, tán rộng cũng 3m rưỡi. Này cũng có hình mặt bông luôn á này, nếu mà cô chú anh chị mà cảm thấy ưng ý thì trao đổi qua cái số điện thoại 0982404430 cũng là số Zalo, thì có gì em gửi hình luôn. Anh đo đường kính bầu giùm em cái anh. Đường kính bầu. Đường kính của nó là 76. 76. 76. Đây có một cục nu, con nu đẻ trứng à. Nu đẹp á. Dạ, cái này thì nói chung cũng ba trao đổi qua số điện thoại luôn đi. Đặt lại luôn anh ơi. Dạ, 0982404430 cũng là số Zalo của em. Dạ, tiếp theo là cây số 4 là một cái cây phôi. À, em xin báo thông số nha. Hoành của nó là 66. Để cho thấy thông số cái anh đã rồi. Rồi 66. Ha. Đặc biệt cái cây này nó nằm trong vỏ xe ha. Bộ đế nó mà rất khủng rồi bà con. Chiều cao của nó là 114. To hoành đế luôn ha. Hết thuốc dây luôn á. Hết gỡ. Đường kính bầu của nó là 75. Anh quay vòng thì em để đều bốn mặt luôn ha. Dạ, để đều bốn mặt luôn. Anh đâu đọt gió em. Chốt đọt của nó là 34. Dạ, cây này em xin giao lưu là 45 triệu. Bao ship sao? Dạ, bao ship 200 km. Xa hơn thì thương lượng. Cái tiếp theo này. Dạ, sau đây là cây phôi số 5. Đây là cây phôi số 5 ha. Cái này đặc biệt là hình thú ha. Thú nó đang mà đứng nè. À, hoành của nó là 54. 54. Dạ. Chiều cao so với mặt bầu là 86. À, đường kính bầu của nó là 62. Dốt ngọn của nó là 24. Cái này là cây phôi số 5 ha. Này hơi chặt rồi. Cái này em xin giao lưu là 17 triệu. Nó đang lên xù nhẹ ha. Đúng rồi, nó đang xù nè. Xù không? Đây nè. À, nó giống như con thú đực kia ha. Đó.
đó, đây là nhìn, đây là nó nhìn như kiểu nó đang ngồi đó. À, sống cây đang sống tốt ha. Biết mật bông không anh? Dạ cái này không có mà thấy mật bông anh ơi. Nên là biết thì mới báo. Dạ đúng rồi, mà biết thì báo. Thế này giá sao? Tính cây số 5 luôn đi. Cây số 6 kìa. Dạ cây này em xin giao lưu là 17 triệu, cây số 6 kìa. Sao cái này cứng quá, lên cái đó, lên cái đó đó. Gì vậy? Bấm ngưng chưa? Cái này cứng lắm. Cái này cứng lắm. Hả? Sống lên kìa. Cái này là cây mà mã số số 6 nha. Cái này là nó như một con thú nha. Đó. Đó. Thấy không? Rồi này là hoành nó của nó là 42. Cái đặt của nó là 112. Đó chiều cao luôn, quên đó. Chiều cao so với một bầu là 76. Cây này là cây số 6 em xin giao lưu là với giá là 25 triệu. Này nó cứng nhắc hả? Bao ship anh? Dạ cái này con em cũng bao ship mà 200 km. To to không? Dạ. Này nói chung nó có cái ấy mà nhưng mà nó sành đá rồi. Này báo cho bà con, để bà con ấy luôn. Dạ, nó sành đá. Dạ đúng rồi. Cái này trứng giống như cái như cái chuông của ông Phật Di Lặc vậy đó. Dạ, cây số tiếp theo là cây phôi số 7. Cây này đặc biệt là bông giảo, bao giảo cho bà con luôn ha. À, cái này là 52 anh. Đường kính so với một bầu là đường kính của bầu là 56. Chiều cao so với một bầu là 120. Giót ngọn của nó là 16. Đặc biệt cây này giảo nha. Bao giảo 100% cho bà con luôn. Cây này em cũng bao ship 200 km. Đâu cây mình nước ngọt hết à? Dạ đúng rồi, của em là nước ngọt hết à. Này thì em cây số 7 này em xin báo giá là 15 triệu. Nếu bà con nào mà cảm thấy ưng ý hợp nhãn thì liên hệ mình qua số điện thoại 0982 404 430. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Cuối clip không còn nữa mà anh. Còn. Dạ. Có đó chắc nhiều hồi. Dạ, tiếp theo là cây số 8 nha quý anh chị. Em cũng xin báo thông số luôn ha. Hoành 51 mà tính 50 thôi ha. Bầu của mặt đường kính bầu của nó là 68. Cây này thì cao khoảng khoảng 3 m, tán rộng là 3 m rưỡi. Cái này là một thân một cốt ha. Nếu quý anh chị nào mà cảm thấy ấy mình chơi theo tàng đào cũng được,
À, này thì bông bông dảo nha, bao dảo nha bà con. Này em có hình rồi, nếu anh em hợp nhãn thì trao đổi qua số điện thoại thì em sẽ gửi cái hình qua Zalo. Cái này chi cành của nó là 16 gần 17 báo 16 thôi. Này thân thế đều, thân lắc ha. Dạ, tàn đều băng lên tròn vo luôn á. Cao bao nhiêu anh? Dạ, cái này cao cũng khoảng gần 3 mét. Tán rộng là 3 mét rưỡi. Cây này có mã số là 08. Em xin giao lưu là với giá là 22 triệu. Dảo luôn anh. Dạ, dảo. Cái này là, nói chung là những cây của em là đều nước ngọt hết nha mà quý cô chú anh chị. Bao ship sao anh? Dạ này em cũng bao ship là 200 km, xa hơn thì thương lượng. Cái này em có hình bông luôn, nếu cô chú anh chị mà cảm thấy hợp nhãn thì kết qua Zalo thì em sẽ gửi mặt bông cho cô chú anh chị xem. Tiếp theo luôn anh. Dạ, tiếp theo là cây số 9. À, cây này là cây số 9. Qua đây. Cây này nó hơi bị thẹo một cái nha. Có thẹo nữa hồi đấy. Cây này hoành nó là 48. Đường kính bầu là 66. Chi cành. Chi của to nó là 18. Này cái này thì cũng dảo luôn. Cái này là 6 đến 12 cánh. Cây số 9 này cũng giao lưu là 12 triệu. Bao ship 200 km luôn bà con ơi. Này nó có lỗi thẹo do vận chuyển rồi này. Thì nói chung là cũng không đến nỗi mấy. Thì báo cho bà con để bà con biết. Thì nó kéo mặt lại ha. Dạ. Được 2 triệu ha. Dạ. Cái này thì cao nó là hơn 2 mét rưỡi, tán rộng của nó là 3 mét rưỡi. Này cũng nói chung cũng một cốt mà nó lắc. Nó lắc. Cầm cây lắc lắc. Dạ. Rồi tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 này một thân mà nó ba, nó ra chia làm ba kiểu như kêu bằng tâm tài ha. Em cũng xin báo thông số cho bà con luôn. Ngay và neo của nó đây là 42, báo 41 thôi. Báo 41. Dạ, cái này thì nó tàn cũng như, nó hơi cao ha, kiểu tàn dù. Đo đế sổ anh. Đế sổ nôm là 32. Một cốt ha. Dạ. Một cốt mà. Một cốt mà lên chia lên đo thất thân cho bà con luôn đi. Cho nên thì nó chia ra làm 3 nó khoảng 15 đi. 15 bắt đầu nó mới chia ra. Cái này cao chắc khoảng mà 4 mét rưỡi gần 5 mét á. Này ra tầng dù rồi. Cái này cũng mà bông của nó là 6 đến 12 cánh này do chủ nhà nấu lại nhưng em không có hình mặt bông ha. Nên anh chị nào hợp nhãn thì có gì liên hệ qua số điện thoại 0982 404 430. Đó là cũng là số Zalo. Kết bạn thì có gì gửi hình chi tiết. Zalo nhiêu anh? Dạ cây này cây số 10 em xin Zalo là 12 triệu. Chung cũng nhiều dáng chơi này nếu mà cắt bonsai cũng được. Em báo luôn cái hoành đế nó coi, quên nữa. Hoành đế của nó là 63. 63. Nói chung cũng có quá như thành thú. Rồi tiếp theo là cái cây số 11. Cái này là một cốt ha.
một cốt nhưng mà em thu lại rồi. Tại cái tàn đó nó hơi lưa thưa quá rồi em mới cắt thu lại. Cây này là cây số mã số 11. Này nó cũng đang ngu ra ha. Dạ, này 50. 50. Chiều cao nó khoảng 4 mét á, một cốt. Dạ, cái này em xin giao lưu là 15 triệu. Mã số 11. Tiếp theo là cái mã số 12 là một cái phôi nguyệt quế ha. Dán bay thân lắc lượng ha. Nói chung là cũng nói chung là đẹp lắm. Đế đều bốn mặt. Sau đây là em xin báo cái thông số của cái cây nguyệt quế là hoành của nó là 62. Chiều cao thôi chứ này ha, còn nếu mà quý anh chị nào muốn cắt mà để mà chơi cho nó ấy, thì anh em trừ hao em báo thông số đo của em hiện tại là 100 so với 101 là so với cái mặt bầu. Còn dán bay là hết thước. Cành bay của nó là cành phóng là hết thước. Đáng để sưu tầm con. Dạ. Dạ. Cây quế này là cây mã số 12 cũng là cây cuối clip đó. Thì em xin giao lưu là giá 12 triệu. Cuối clip anh ơi. Dạ, cũng cuối clip thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ trong thời gian qua, và cũng mong là mong cô chú quý anh chị thì ủng hộ trong những thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn. Đọc lại số điện thoại. Dạ, số điện thoại của em là 0982 404 430, cũng là số Zalo của em. Chào bà con.